Tái nhiễm COVID-19 xảy ra khi người bệnh nhiễm các biến thể khác nhau của virus SARS-CoV-2. Riêng với biến thể Omicron, người nhiễm dòng phụ BA1 vẫn có thể tái nhiễm BA2 và BA3. Khi mà tình trạng tái nhiễm COVID-19 ngày càng phổ biến thì nhiều người đặt ra câu hỏi là F0 tái nhiễm có thể dùng thuốc kháng virus hay không? Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Phong, trưởng khoa nhiễm D bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, thuốc Monopiravir có thể sử dụng bình thường. Người tái nhiễm COVID-19 có thể dùng thuốc Monopiravir như một trường hợp mắc mới. Theo bác sĩ Phong, hiện nay không có công thức chính xác về khoảng cách giữa hai lần dùng thuốc kháng virus Monopiravir. Tuy nhiên, tái nhiễm COVID-19 thường xảy ra sau khi người nhiễm COVID-19 trước đó 2 đến 3 tháng. Thời gian này đủ để thuốc của lần đầu đào thải hoàn toàn khỏi cơ thể. F0 có thể uống Monopiravir ở lần nhiễm bệnh tiếp theo, tuy nhiên cần đúng đối tượng chỉ định, liều lượng, không bỏ giữa chừng. Trong trường hợp F0 dùng thuốc đủ 5 ngày theo liệu trình nhưng xét nghiệm vẫn dương tính, chuyên gia cho rằng không nên lo lắng hay tìm thuốc khác thay thế. Monopiravir có tác dụng tiêu diệt và ức chế sự phát triển của virus, có thể xác virus sót lại khiến xét nghiệm dương tính.